Rồi xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay chuyên lại giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm, đó là cái con dao XK Israel nhé. Hiện tại thì mấy nay em bận nhưng không có review cho mọi người xem được cái món gì. Mình em sẽ giới thiệu cho mọi người cái cán XK mà chế của tháng nội này. Bắt đầu của XK nhé, đầu 25 chip R3 chạy thô tinh, bán tinh đều được nhé, chạy cần tua hay là chạy ốc, chạy rất cách loại. Đây cái cán thì anh em đặt là 25 x 100, cán Việt Nam nhé, thắng lợi nhé. Chip thì thiết kế diên vuông, diên hạc mi gắn theo cái côn này, chạy thép cứng rất là tốt nhé. Đó, được thiết kế rất là tinh xảo, hàng rất là đẹp, siêu nước cho anh em, hàng số lượng nhiều anh em nhé. Anh em thử triển khai sang chạy cái dòng này thử cho xem có hiệu quả không. Mình thấy là công ty Nhật người ta chạy rất là tốt này, bên mình thì đang rất là nhiều hàng này. Anh em có thể là chạy và anh em có thể chạy xong bán lại xác cho mình thì mình sẽ thu lại. Với như cục này thì 5 cục là được 1 kg phế rồi, thì cái hao mòn dao nó rất là ít. Có thể anh em ví dụ như anh em mua 1 triệu 5 cục này thì anh em lại bán được với cái giá là 400.000 1 kg đi, thì anh em chỉ mất khoảng 600.000 cho 5 cục đó. Thì vẫn bán được xác lại thì anh em chỉ mất khoảng 600.000, còn đâu hợp kim mình lại bán lại gốc thì nó lại không hết đáng bao nhiêu tiền đó, mình sẽ thu lại. Và anh em chạy cái này thì nó chạy sau nhiệt, chạy rất là tốt, rất là tốt cho anh em, vì nó chạy có thể chạy thép khuôn, thép cắt sau nhiệt xử lý được, nó chạy rất là dữ dàng nhé. Đó, anh em thử thì liên hệ. Bác nào chạy khuôn chạy nhiều số lượng này, thấy không? Chạy rất là đẹp nhé, chạy thái ra rất là đẹp, và cục này to nhé, phi 25 dài nhé. Đó, nhìn cái me của nó như thế này. Đó, rất là đẹp. Đó, các bác tận chạy phá bạo lực các cái chỗ này chỗ kia thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại 0989821011 nhé. Đó, anh em thử nghiệm ngay luôn. Dao này rất là tuyệt vời cho anh em. Con này mới của nó những 8 triệu mấy một cái đầu này đấy, không hề rẻ. Việt Nam mình xài lại vẫn ok nhé. Đó, anh em cần thì liên hệ ở trên. Con này chỉ 200.000 một cây thôi, rất là hiệu quả. Bán sang thì đã được một nửa tiền rồi. Đó, anh em quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại 0989 621011. Dao 25 R3 nối nhé. Anh em nào quan tâm thì liên hệ nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi, anh em xem được cái like chia sẻ, đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Rồi, xin chào anh em.